Xin lỗi, nàng có phải là Dương Giả Lan không? Dạ phải, chính tôi. Chẳng hay ngài muốn gì? Tôi có một đứa con. Đứa con ấy đang đi tìm cái chết. Nó đang thất vọng vì nàng. Xin nàng xót thương giùm cho nó. Thưa ngài, tôi không có thời giờ để nghĩ đến chuyện đó. Nếu nàng không thể yêu thương nó, xin vì chút lòng nhân đạo mà ban cho nó vài lời an ủi. Ông ơi, chỉ tại ông sanh lầm đứa con hèn yếu, mà kẻ hèn yếu ấy có chết đi cũng đáng mừng chứ ông lão. Chứ còn tôi đâu thể xót thương một kẻ yếu ớt si tình. Xin chào ông. Khoan, xin cô hãy nghe phần bài. Con tôi trót tâm si tình, ngày đêm gọi tên Gia Lan nàng. Buồn cho ông đã có người con yêu hẹn đang thương. Đời con muốn qua hồng, sao phải lâm dưỡng tâm si tình. Tôi tha thiết gian xin một lần nhờ cô giúp con tôi. Xin lỗi, quý vị nào không ưa rắc rối thì mời ra khỏi nơi đây. Khoan khoan, còn tiền rượu của tôi. Ta sẽ trả cho tất cả mọi người. Đây. Nhưng ông là ai? Ông muốn gì? Ta muốn mua nàng ca nữ Dương Giả Lan. Dương Giả Lan? Phải. Đây, 10.000 đồng vàng ta trả giá cho chủ quán. Không nhưng gì cả, bán cho ta hay là chết. Dạ. Dương Giả Lan ơi, có chuyện gì vậy chủ quán? Trói của ta vẫn về. Nè, ngài có quyền gì mà bắt trói tôi? Ta là Lâm Chí Thành, con trai ta là Lâm Chí Bình. Nó say mê nàng đến nỗi phải hư thân đốn mặt. Muốn cứu nó nên ta phải bỏ tiền ra mua nàng. Không, ta không phải là món hàng để các người mua bán. Ta bắt buộc nàng phải theo ta. Hãy cột cô ta vào yên ngựa. Cứu tôi với. Tôi ra. Hãy buông nàng ấy ra. Của ta là A Mộc Nhi, chỉ vì cá dung gián hạ. Ngài ơi, xin ngài che chở cho kẻ hèn yếu này. Nàng là ai? Tôi là... là quận chúa, là tiểu thư Ngô Lệ Phi. Xin ngài hãy che chở cho tôi. Không ai che chở cho nàng, kể cả thánh thần. Xin ngài hãy tránh ra. Cô ta đang khẩn cầu sự che chở của tôi. Và A Mộc Nhi không bao giờ từ chối việc che chở cho người trẻ. Chỉ có hung thần hay ác quỷ mới che chở cho cô ấy, chứ thần linh hay người lương thiện không bao giờ làm như vậy. Cô ta là nô lệ hay nữ tù của ngài? Nữ tù. Một cô gái gây nên tội ác, sắc đẹp đã giết chết thằng con ta. Không, tôi không hề giết con ngài. Ta đã nói rằng sắc đẹp của nàng đã giết con ta. Vì nàng nó bỏ nhà, vì nàng nó trở thành tên trộm của ta. Và sau khi tiêu pha hết tiền dưới chân nàng thì nó đã chết như tên ăn mày. Con của ngài là một kẻ ăn mày ngu xuẩn, một kẻ phung phí tiền trong những trận mạc vui cười. Và tôi chỉ là một kẻ làm công nơi quán rượu. Gã có say mê tôi, nhưng nào phải lỗi ở tôi chứ. Ta không có thời giờ để cãi vã với nàng. Xin ngài giao cô gái ấy lại cho tôi. Xin lỗi ngài, tôi bảo vệ cho cô ta. Không lẽ ngài lại phung phí lời hứa của ngài một cách dễ dàng như thế sao? Phải, một lời hứa trước mặt người đẹp. Thưa ngài, có lẽ đó là cái bệnh chung của loài người chúng ta vậy. Ngài nên biết rằng, để trả thù cho con trai của tôi, nên tôi phải bỏ ra 10.000 đồng vàng để chuộc cô ta đó.
để giữ tròn lời hứa của tôi. Tôi xin trả lại 10.000 đồng vàng. Đây, không hơn, không kém. Tôi không cần tiền vàng của ngài. Tôi không phải là tên lái buôn người. Ngài đã quăng tiền chuột nàng này như bỏ tiền mua một tên nô lệ, rồi lại biến người ta thành một nữ tù. Và tôi không ưa bọn người mua nô lệ, và không muốn thấy một kẻ giữ tù. Anh còn trẻ, đời anh còn dài, đừng quá kiêu hãnh mà uổng đi một đời người đó. Này ông kia, anh đã già rồi, liệu sống chẳng có được bao nhiêu lâu đâu. Hãy giữ vững những ngày tàn ấy mà đừng dọa nạt A Mộc Nhi này chứ. Có lẽ anh không biết, ta là Lâm Chí Thành. Hả? Lâm Chí Thành vậy ra ngài là Lâm Chí Thành, một vị tướng trong đoàn quân Bách Chiến. Đúng thế, tôi đã nghe danh ngài với những chiến công rực rỡ của 10 năm về trước. Và tôi không ngờ một vị tướng quay phong uy nghi võ vọng đã từng dọc ngang trên chiến mã mà hành động một cách thật lạ tai, bắt trói một cô gái yếu hèn trông như tên sĩ tốt ngông mi cuồng. Tôi mỉm cười cho tình thế nhân tân trai nhưng lại đi sờ sờ bên bên giật đứa con hư hồng si mê cuộc bởi cho nhan sắc vừa tình kẻ luyện tình chết thế cũng đang thay. Vậy tôi khuyên ông hãy lui về, chỉ nhỏ vài giọt lệ tiếc thương mà thôi. Hãy khoan, hãy khoan cho tôi đây xin hỏi, con ông năm nay được mấy tuổi mà lụy tình vương bận đã mang si mê mãi đến ngày ta gục ngã dưới chân cô ca dù quan hàng đó cũng thuộc vào dòng dỗi trong anh đó nghe. Thôi các anh đừng lắm chuyện ngáo đời, mai nghe giấy khinh tuổi đôi mươi sao dở dòng dài đời, phải trả cô gái này mới yên và khỏi xảy ra chuyện mít nề lòng, vì các người là những kẻ vô can. À Mộc Nhi, có tôi. Tuổi được bao nhiêu lại cao giọng mỉa mai một người hai thứ tóc, dưới núi rừng nhiều thử thách độc ác và khô khan, tôi là kẻ sống gấp đôi người khác. Vùng trời của tôi rộng bằng dạng nắp vàng cung điện, dưới chân tôi mặt đất cũng vô biên với từng ấy thiên nhiên. Linh hồn và tiềm ốc của tôi uốn nắn biết bao nhiêu hiểu biết. Nếu ngài khinh thường người ít tuổi thì hãy tin kẻ hiểu rộng thấy xa. Ta từ vạn nam ngược về vạn bắc, dãy sa mạc khô cằn đến sừng núi bao la, chẳng nơi nào gót chân bách chiến của ta không vượt qua. Sự hiểu rộng thấy xa của ngươi thấm vào đâu chứ? Tôi là kẻ cô đơn trong xê dịch, còn ngài, ngài đã từng đi giữa một đoàn quân, chưa biết thế nào là tự thân mình vượt qua nguy hiểm. Ngài là thanh gươm quý trên lưng ngựa, còn tôi là mảnh thép tôi đi tôi lại nhiều lần. Vậy thưa ngài, có phải chăng tôi đã hơn ngài? Hãy giao cô gái ấy lại cho ta. Có kìa, hình như ngài đã nổi nóng. Không, lưỡi gươm trong tay ta nổi nóng cũng hơn. Ngài đã chiến thắng nhiều rồi, tưởng cũng chẳng nên ham giết chi một kẻ vô danh trên sa mạc. Ta chỉ giết kẻ nào làm phật ý của ta thôi. Lưỡi gươm của ngài hình như lưỡi thép đã mất hẳn nước sáng từ lâu rồi. Hơn 10 năm ta không dùng tới nó, nhưng đừng lầm tưởng rằng nó hết hiệu quả giết người. Chết!
Nhi, ngươi đã vay của ta một món nợ. Nếu không muốn trả nặng lời thì hãy giết ta đi. Xin lỗi ngài, tôi chỉ bảo vệ một cô gái yếu ớt, tôi không phải là kẻ sát nhân. Tôi xin nhường cho ngài con ngựa, hãy trở về mà lo cho vết thương đi. Anh hãy đưa gia chủ của anh trở về. Cảm ơn ông. Có ngày chúng ta gặp lại. Rồi tự nhiên mất hết con ngựa. Kệ, nhưng cũng còn hơn phải mất 10.000 đồng vàng để chuộc cô gái ấy. Ta cũng lên được, nhưng với một con ngựa thì liệu chúng ta đi tới đâu? Nếu tìm được cô gái lúc nãy thì ta lời thêm một con ngựa. Hả? Ủa sao mà lời thêm một con ngựa? Nghề nghiệp mà. Anh không nghe tiếng gió ngựa sao? Vì sợ lão già đuổi theo nên cô ấy dắt thêm một con ngựa. Thế là chủ tớ đều mất ngựa. Vì nghĩa tử giang hồ nên ta nhường cho lão con ngựa thôi. Lời một con ngựa à? Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Nhưng mà thôi, tìm cô ta để mà làm gì? Cô ta như một cánh chim bay về chân trời. Hãy để cho cánh chim ấy biến mất đi. Cô ta xưng là quận chúa. Lão Lâm Chí Thành kết tội là một nữ tù. Rồi cô ta nói mình là một ca nữ. Tôi không hiểu sự thật về người thiếu nữ kỳ lạ đó. Thôi, nữ chúa, nữ tù, vũ nữ hay gì đi nữa thì cô ta cũng là một cô gái đáng sợ đó. Một sắc đẹp lạ kỳ, như cái tên Dương Giả Lan của nàng vậy. Dương Giả Lan. Cô ta là một cô gái rất nguy hiểm, chỉ sơ sơ mà chết hai mạng người. Ta không nên tìm cô ta để làm gì nữa. Hơn nữa, anh quên rằng chúng mình phải đến kinh đô, nơi đã hẹn có chỉ quan đang chờ. Cùng mà đi cho kịp mùa xuân, anh hai trong em liền do xuân hẹn hò. Lụy tình hai mạng đã qua đời, lãnh mình cái thứ gớm ghê, nó giết hại biết bao nhiêu anh hùng. Anh nhắc thì tôi đây mới nhớ, ta kịp đi mau đến nơi, người đẹp đang đợi trong để cho xong chuyện và đến nơi hẹn hò. Một cô gái kỳ lạ lắm, trong đôi mắt của nàng có một sự quyến rũ lạ thường. Thôi, tôi đã nói với anh rằng đó là một sự nguy hiểm, anh phải quên nó đi, phải quên nó đi. Thôi đi anh. Công tử, quý khách, chuyện gì mà kêu giật ngược người ta vậy? Dạ, xin công tử thanh toán giùm tiền rượu. Ta uống rượu đâu mà trả tiền. Dạ phải, công tử nói đúng đó. Nhưng vì máu anh hùng của công tử mà tôi mất đi một nàng ca nữ đẹp, bàn ghế ly chén bể ráo trội à. Vậy mong công tử thương tình. Vậy ta hỏi thật nhà ngươi, nói đúng sự thật rồi ta thưởng tiền. Vậy chứ nàng Dương Giả Lan khi nãy chạy trốn về đâu? Dạ, nàng như cánh chim trời, may mắn lắm á, nàng mới đến đây trình bày ca múa rồi nàng đi không biết tông tích. Thật bí mật như vậy à? Đừng nhắc đến nữa anh ơi, anh hãy đi. Để tôi thanh toán với chủ quán này cho nó đi. Anh đây. Dạ. Ông chủ quán, hồi nãy tôi đứng phía sau kia, tôi đã thấy ông lấy tiền rượu và bán cô ca nữ 10.000 đồng phải không? Của không vốn mà được như vậy là khá lắm rồi, sao còn đòi hỏi gì nữa hả ông? Dạ, đó là phần của ông kia. Còn phần của tôi nó phải không? Dạ. Thôi được, lại đây. Dạ. Lại đây là lấy tiền nè. Đây tiền nè. Dạ. Lấy tiền là tham tham tham. Nghèo mà còn mày đặt tham nữa. Thank you.
về đem gió ngàn phương tô thắm tìm nàng. Như cánh chim cô đơn một chiều sương giăng mỏi cánh, như mây phiêu lưu không tìm hướng về. Là ai mà buông lời sổ sàng như thế? Tôi mà nàng không nhớ hay sao? Tôi không hề quen biết người, xin người hãy lui ra đi. Coi kìa, tại sao nàng lại sớm quên A Mộc Nhi, kẻ đã giải cứu cho nàng vừa rồi? Và biết nàng đi lạc hướng cho quan khách, nhưng nhất định nàng sẽ trở lại đây, vì nghề nghiệp giúp cho ta kinh nghiệm ấy. Có lẽ ông lầm ai đó thôi, chứ tôi có bị bao vây bao giờ đâu. Tôi nhớ là tôi chưa bao giờ có quen ai có cái tên như vậy cả. A Mộc Nhi. A Mộc Nhi là ai kìa? Nếu Dương Dạ Lan là công chúa hay quên, thì chính A Mộc Nhi là hoàng tử nhớ dai. Và không bao giờ A Mộc Nhi lầm cả, bởi vì chính nàng là người mà tôi đã gặp với Má Hồng. Thoang thoảng thắm mùi hương với giọng nghi nói thật thanh tao, với đôi môi thắm hồng long lanh mắt mi xanh như rương lệ xuôi tóc quyện xuống chảy nhẹ. Vì sắc đẹp hồn nhiên khuyên rủ tôi đến nơi này, từ khi tôi mới gặp nàng thân hồn tôi ngơ ngẩn, mê tình chập chờn say xưa trong áo anh. Dạ Lan ơi, dù cho sao dời vật đôi, hay mặt đất có chuyện phong, nghi Ba Mộc Nhi này không thể xa lìa giá. Giờ sai ca với dáng dấp dịu dàng, với thân hình xinh xắn, có đôi bàn tay nõn nà trong nghi trắng, chính là Dương Dạ Lan đã cướp mất linh hồn của ta. Nực cười thay cho kẻ lạ bỗng nhiên buộc tôi vào tội cướp mất linh hồn. Không đâu, không bao giờ tôi làm việc độc ác ấy đâu. Dương Dạ Lan, tôi chưa hề gặp ông, chưa hề nghe ông nói lời thao thao bất tuyệt. Nè, ông làm nghề gì mà nói nhiều như vậy chứ? Dương Dạ Lan ơi, vì trúc một giai nhân tuyệt sắc như nàng,
thì tất cả những chàng trai đều trở thành những kẻ si tình. Hồn nhiên tình yêu quên cả bản thân mình, giải cứu làm gì sai mê nhan sắc, tan mặt nhau rồi xin nàng đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Một tướng cướp không bảo đứng trước mỹ nhân tôi như kẻ ngây ngô đi chờ nàng muốn lời giải bao. Một tiếng lệnh của nàng tôi sẽ làm tất cả để được nàng yêu cho đỡ buốt lòng thì tâm hồn. Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ cướp mất linh hồn của ai cả. Tâm hồn của ông lạnh thì hãy đi tìm ngọn lửa thích hợp để sưởi ấm con tim. Còn tôi, ông đừng mơ ước những chuyện mà người khác không thích. Dạ Lan ơi, một kẻ giang hồ hành hiệp thường thấy gắn liền với đời ca nương, thì tại sao nàng lại qua khắc khe khi tôi đã yêu nàng? À Mộc Nhi dám làm những chuyện ngoài khuôn khổ của người. Ví dụ hôm nay tôi vào đây thực hiện ý muốn là bắt cóc nàng đem về giám sát của riêng tôi. Bắt tôi? Phải. Nếu ông bắt tôi thì tất nhiên sẽ gây thù với bao nhiêu chàng trai đang lâm le chiếm đoạt trái tim tôi. Đó là hành động đầu tiên, nếu như nàng không thuận ý chớ nàng nói tiếng yêu rồi ta nào dám. Đó là hành động liều lĩnh chứ không phải là hung hăng. Nàng phải theo tôi. Khoan, Dương Dạ Lan, có anh đến bảo vệ cho em đây. Lâm Chí Bình, em, người đã chết rồi mà. Phải, tôi đã chết nửa phần hồn vì không chiếm được Dương Dạ Lan. Người đến đây để làm gì? Dương Dạ Lan, để tôi nói lên tâm sự của người đang yêu thiết tha. Bởi con tim từ lâu hằng sâu niềm mơ khát khao, nhớ thương ngày khoe môi tươi cười ngàn nụ đóa hồng. Dạ Lan ơi, chất chồng đã yêu ai dù cho tháng năm đời chờ, chờ nghe nói lên đôi lời sẽ yêu ta dấu lời gian dối. Có nghe chăng những lời của nàng? Hãy quay về nếm mật nằm gai giữa canh thâu, gác tay lên đầu nghĩ suy chuyện đời, chớ dây dừa để phiền già làng. Ta vẫn cam tâm chẳng than vãn chi, dẫu làm quân nô cho nàng sai khiến
sẽ có ngày rồi ta kề bên Gia Lan. Vì công nhọc lòng Gia Lan, tôi chẳng hề yêu ông. Gia Lan, thấy chưa bạn hiền, hãy quên đi mối tình buồn si. Cửa khóa cánh tay ta còn phá được, huống chi anh chỉ là một mớ thịt người. Nhưng trong mớ thịt người này có một linh hồn đang thôi thốt. Thần nữ nào đã sinh ra Dương Giả Lan để làm khổ cho chúng ta? Người hãy noi gương kẻ si tình đã chết mất sự hãnh diện này mà xa lánh nàng đi. Ta có ý bắt nàng đem đi, và ta có thể giết kẻ nào ngăn cản ý muốn của ta. Tôi cũng sẽ giết cái nào tha thiết yêu nàng. Nhưng nếu làm như vậy thì phải giết hàng chục mạng người. Và dù xác chết có ngổn ngang, con người ấy cũng không bao giờ thuộc về ta cả. Dương Giả Lan không biết yêu là gì, nàng không bao giờ hiểu niềm thổn thức của một trái tim đau. Tiểu thơ, tiểu thơ, chuyện gì vậy tiểu nương? Có hai người lạ mặt tìm tiểu thơ. Dương Giả Lan, đó, ông bạn có thấy không? Bao nhiêu kẻ như chúng ta đều tìm tới Dương Giả Lan. Chính những trái tim si tình của chúng ta đã làm cho nàng thêm kiêu hãnh. Kính chào quận nương, Bình Tây Dương đã băng hà, mời quận chúa về nắm quyền trị dân. Dương Giả Lan là quận chúa? Bình nhân, ngài, ngài chưa nói gì. Thưa quận chúa, Dương gia đã băng hà tuần trước vì không có hoàng nam kế vị nên đã chọn quận nương kế vị. Chúng tôi chia nhau đi tìm quận nương khắp nơi, nay gặp được thật là may mắn. Phụ dương, phụ dương ta đã bọn tỳ nữ mau đỡ quận chúa vào, mau đỡ quận chúa vào, mẹ đến, mẹ đến. Quận chúa, quận chúa, trời ơi, ta yêu quận chúa, ta yêu quận chúa. Còn ta, ta muốn bắt quận chúa. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao nàng không thể yêu thương những kẻ tầm thường như chúng ta. Quận chúa, nhưng ta không là một kẻ tầm thường như anh, vì ta là A Mộc Nhi. A Mộc Nhi là tướng cướp. Phải, ta là tướng cướp, ta là chúa tể núi non, ta cũng là ông vua, và ta cũng có quyền dâng lễ vật cưới một quận nương làm vợ. Ta sẽ cưới nàng làm vợ. Từ biệt anh, ta đi nhé. Không, không bao giờ Dương Giả Lan thành vợ một tên chúa trùng vô loại như anh. Hỡi kẻ si tình yếu ớt và ngu dại, tình yêu không phải là xin xỏ giống như ăn mày vậy đâu. Nhưng anh nên nhớ, chiếm tình yêu không phải hành động như một tên cướp cạn được đâu. Anh ráng mà ngăn ta. Ngoài mối tình yếu ớt, ta cũng có một cánh tay dòng dõi Lâm Chí Thành. Cái gì? Lâm Chí Thành? Nè, anh hãy về hỏi lại vết thương trên vai của thân phụ anh thì biết. Vậy thì ra ngươi đã gặp anh ta nơi quán rượu à? Phải, chính ta, tên thư sinh nhu nhược. A Mộc Nhi, A Mộc Nhi, quận chúa đã tỉnh lại và sắp bước ra đây, các ngươi hãy giữ lễ. Kìa, Lâm Chí Bình, tại sao lại nằm sóng sượt đó? Không sao, tên vô lại lúc nãy vừa hành hung tôi thôi. Lâm Chí Bình,
người hãy trở về và quên đi những gì người đã nói với Dương Giả Lan. Vâng, tôi sẽ về như một kẻ bại trận nhục nhã. Nhưng đừng buộc tôi phải quên một người mà trái tim tôi luôn thờ kính. Quận chúa, một quận chúa có bao giờ tưởng tới một kẻ thấp hèn đâu? Tôi không khinh miệt con trai của lão tướng anh hùng, một công tử nhà vọng tộc, mà tôi chỉ khinh một chàng trai hèn yếu mà thôi. Phải, đứng trước mặt Dương Giả Lan, tôi chỉ là một con người yếu hèn bé bỏng, vì trong mang lụy hình bóng một giai nhân Dương Giả Lan. Tìm về đây mong thấy được người thương, cho nhẹ bớt tâm tư vắng hoàng tịch liêu, nỗi niềm đó chôn sâu đáy tim dài khờ. Sầu nhung nhớ trách ai đang tâm hờn hờ. Từng mai râu chưa đến người tình yêu, không hẹn yêu hiên ngang đắc thân làm trời. Chờ đi nỗi đam mê lấp chôn cuộc đời, người kiên tâm tục nhớ. Dù vời nắng sương khô làm sao xóa mờ hình bóng, vì yêu Giả Lan sơ ngô phúc đầu. Dù bao tố phong ba, dù cho cánh vật đổi dời, tình tôi thiên thu ngục cao vì từ biển trời. Ta ơn ai đã nhu lòng yêu thương, tình ơi thiên công sắp bài hiệp đôi. Trong khoảng cách ơi ta cách xa đôi bờ, vì yêu ai tôi thơ tàn xa. Xin đừng khiếp tôi về Dương Giả Lan, không thể yêu ai khi linh hồn chưa rung động. Và trái tim đơn còn lạnh bóng, tầm thường nông nổi chân hiên cuộc đời chưa mê nắng từng suy. Mà kẻ ấy phải xứng đáng là một nam tử tu mi, giờ ấy sống bằng thương vàng trên yên ngựa. Ngài không vững đạp thành phá đề, đến nhìn trời ước mơ mong hào nguyện. Hãy về đi mà định hướng tương lai, xây dựng lại ngày mai cho rạng rỡ trong tôi xuân thơ. Đừng để hữu thân danh của một dòng họ anh hùng, và đừng ước mơ chút tình
dạ biệt. Người hãy rời khỏi nơi đây, đừng làm phiền quận chúa mà có thể rơi đầu. Ngươi là con của lão tướng Lâm Chí Thành, dòng họ lão tướng lại có một đứa con đắm đuối ương hèn như vậy sao? Nhà ngươi là ai ta không cần biết, nhưng ngươi không được nhục mạ ta. Ta là kẻ bị Lâm Chí Thành lăng nhục khi lão có uy quyền giữa triều đình. Lúc đó ta ngậm miệng lặng thinh, và hôm nay nhà ngươi dùng địa vị võ tướng hôm nay để lăng mạ ta, định trả mối thù xưa à? Nếu vậy nhà ngươi đã lầm rồi, ta có thể mắng lại nhà ngươi đó. Nếu nhà ngươi có thể cầm thanh gươm để mà rửa cái nhục ấy. Nhà ngươi đã tưởng lầm Lâm Chí Bình qua tình cảm của Dương Giả Lan rồi đó. Ta có thể cầm một thanh gươm mà giết nhà ngươi một cách dễ dàng đó. Nào mời ngươi. Quận chúa đã sẵn sàng để lên đường, chúng ta hãy đi thôi. Trời ơi, công tử Lâm Chí Bình chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Sao? Sao đó? Làm ơn đi, làm ơn vô bếp lấy cho tôi cây đũa bếp. Tôi cãi răng để tôi đổ thuốc cứu công tử của tôi. Tôi chưa chết, đừng có cãi răng tôi. Hãy đem công tử về nhà, mau lên, mau lên. Đừng đưa tôi về nhà. Tôi không muốn nhục nhã này trước mắt anh tôi. Hãy đem tôi đi nơi khác đi. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Cũng vì Dương Giả Lan, Thục Địa ơi, mày thấy chưa? Thấy sắc đẹp giết người chưa, Thục Địa ơi? Bạn thân yêu ơi. Ai đó? Rảnh không? Chí? Tiếp tôi một tay cứu người đi bạn thân yêu ơi. Trời ơi, gặp nữa sao gặp hoài vậy trời? Đi, bắt đầu nè. Trời ơi, nhỏ con mà sao nặng quá vậy nè trời. Chắc ông uống rượu nên mập bụng đó. Có lẽ nhiệm vụ chính của tôi là kén chọn một người bạn trăm năm cho quận chúa của chúng ta. Hãy chọn người anh hùng, hãy chọn người đang nắm tất cả binh quyền, hãy chọn người xứng đáng nhất thế gian. Là ai vậy? Ngài quốc sĩ còn hỏi ai nữa? Tôi chứ còn ai nữa? Tôi có những tài văn nhân gió sông toàn, xứng đáng bên ngàn đường tóc tờ, xe các viên trăm năm đời có ai so bằng, càng thịnh anh khiến tâm vàng. Quân chúa đang đại sắc sắc nước quân thành, khi muốn chọn người sẽ yếu quanh. Tôi có công non sông nhìn dư sang hà, ông đồng mong chấp các ngự vào thiên nàng. Chưa chắc ông bằng tôi vì tôi ông đã già, một tình này phong lưu dưới nơi tinh thị chính trong hào hoa. Ông chớ nên xem thường tỷ tôi cao hơn nàng, nhưng tình xuân nấu nung như ngọn lửa hồng. E là nàng thích tôi bởi vì tôi sống toàn. Nếu chọn ngài, tại sao không thể chọn tôi? Vì tôi là một công thần trung tín nhất. Tôi là người hiểu rõ vị trí gì của phủ chúa. Nhưng tuổi của ngài đã về chiều rồi, còn sức của ngài cũng đã suy rồi. Nếu không có tôi thì ngài đã chết vì cái thằng nhỏ ấy. Có lẽ ngài đang chờ sự biết ơn của tôi. Tôi đang chờ sự nhường bước của ngài. Bẩm ngài quốc sĩ, nữ chúa Giá Lâm còn ngoài ngõ môn có tướng Lâm Chí Thành đợi lệnh. Tướng Lâm Chí Thành đến để làm gì? Bẩm, có lệnh của nữ chúa đòi đến hầu.
chúa Ngô Lệ Phi mời tướng Lâm Chí Thành tới. Hạ tướng là hàng quốc sĩ của thủ phủ, tại sao không biết cái định của quận chúa? Nhiếp công muốn biết cũng chẳng muộn gì, mời lão tướng vào đây. Tướng lệnh. Bẩm quận chúa, kẻ hạ xin giải bài cho quận chúa hiểu rõ. Dùng tay xuyên chạy dài theo dải núi Ô Nhi thuộc quyền phủ chúa. Tôi sẽ nghe lời của hai ngài vào lúc khác. Giờ thì hai ngài hãy lui ra. Quốc sĩ, hãy lập tức ra chiếu chỉ và cho quân tịch thu hết của cải của dòng họ Lâm Chí Thành. Dạ, tuân lệnh quận chúa. Dạ. Kẻ hạ xin ra mắt quận chúa, chúc quận chúa sống lâu muôn tuổi. Người là ai? Không lẽ người là Lâm Chí Thành, từng lập nhiều công trận với hoàng đế Thanh Triều? Tâu quận chúa, kẻ hạ là Lâm Chí Bảo, con trai của lão tướng, là người được thừa hưởng danh dự của dòng họ, chứ phụ thân của kẻ hạ đã qua đời từ 4 năm qua. À, ta hiểu ra rồi. Thì sao hôm đó người mang râu giả? Ta mời người đến đây để trả lại 10.000 đồng vàng. Kẻ hạ không hiểu quận chúa phán điều gì. Lâm Chí Bảo, người hãy nhìn mặt quận chúa thì người sẽ rõ. Đừng ngạc nhiên vì ông đã y thế giàu sang bỏ ra bạc vàng. Thù cho một quận chúa, mà ta chỉ vì Dương Giả Lan buộc tội nhà ngươi. Dương Giả Lan đã làm gì ác đối với ngươi chứ? Ca nữ Dương Giả Lan làm cho em tôi trở thành hèn mạt.
với sắc đẹp quyến rũ. Dương Dạ Lan đã hành hạ một trái tim, đã làm khổ một linh hồn. Dương Dạ Lan đã có tội là chà đạp lên một tâm hồn cao quý, đã khinh miệt những kẻ tôn sùng mình và đáng chờ chết. Kẻ hạ không dám nói tới nữ chúa Ngô Lệ Phi mà hài tội một Dương Dạ Lan đã ý vào sắc đẹp của mình coi thường mọi mạng người. Không lẽ Dương Dạ Lan có tội vì không chia sẻ tình yêu với Lâm Chí Bình sao? Trước khi bỏ tiền ra chuộc Dương Dạ Lan, kẻ hạ đã nói với nàng rằng có một kẻ đang đi tìm cái chết, xin nàng hãy thương hắn mà ban bố một lời an ủi. Dương Dạ Lan đã mỉm cười. Dương Dạ Lan đã mở miệng mà nói rằng lão già kia chỉ tại lão sanh ra đứa con hèn yếu, nếu hắn có chết đi cũng là chuyện đáng mừng cho lão. Phải, Dương Dạ Lan đã nói như vậy. Một lời nói của kẻ kiêu ngạo tự tin sức mạnh của nhan sắc mình. Ta thử nghĩ, nếu Dương Dạ Lan sẵn lòng trả lời tất cả mọi tình yêu thì giá trị của Dương Dạ Lan có còn gì nữa không? Nếu Dương Dạ Lan cứ bỏ thời giờ chạy theo an ủi những kẻ thất tình thì có lẽ tiêu pha hết nửa đời người chứ chẳng ít. Người đã trừng phạt Dương Dạ Lan một cách vô lý. Kẻ hạ muốn trừng phạt một kẻ kiêu căng. Ngươi đã bỏ tiền ra chuộc Dương Dạ Lan để trừng phạt theo luật lệ riêng của ngươi. Ngươi đã đem tiền bạc ra đánh giá trị của một con người. Chính ngươi mới đáng trừng trị hơn ai hết. Ta thử hỏi, nếu ngươi không còn của cải tiền bạc, ngươi sẽ ra sao? Vì thế ta truyền tước bỏ hết chức vị của gia tộc Lâm Chí Thành và tịch thu hết tiền của, xem nhà ngươi có còn hãnh diện nữa hay không. Khi quận chúa bỏ phủ chúa mà đi, quận chúa đã làm nghề cá nữ, còn kẻ hạ bị tước hết của tiền thì cũng có thể sống như kẻ ăn xin. Nếu ca nữ ấy kiêu căng thì tên ăn mày cũng có quyền hãnh diện. Được, ngay chiều nay Lâm Chí Bảo đã trở thành một kẻ trắng tay. Bây giờ thì hãy lui ra. Xin dân chúc quận chúa muôn tuổi. Lâm Chí Bảo, Lâm Chí Bảo, một con người kỳ dị, không sai nhan sắc, không sợ uy quyền. Hay là ta không đẹp? Phủ chúa này chẳng uy nghi. Tiểu nương, tiểu nương à, tại sao một kẻ đàn ông muốn gặp một thiếu nữ lại phải mang râu, giả dạng làm một lão già? Bẩm quận chúa, vì người đàn ông ấy sợ thiếu nữ kia quyến rũ mình. Lâm Chí Bảo đã sợ ta, vậy thì có lẽ người đã có lần nghĩ ngợi đến Dương Dạ Lan. Bẩm quận chúa, đúng như vậy. Tiểu nương, có ai yêu một kẻ mình thù ghét không? Bẩm quận chúa, vì không bao giờ ai sai khiến một con tim khi dân cào cảm ơn, khi lứa lòng bông chai trong tim rạo rực bao ý nghĩ vân vân, bao nhiêu một tình duyên chớ mà nở, bởi tâm tư còn vương bận thương buồn, những tơ tình lạc lùng hiền mơ hồ, cùng
Bẩm quận chúa, không ai sai khiến được trái tim bao giờ hết. Phải, có những mối tình tha thiết dục chớm lên trong một lúc không ngờ. Có những mối tình rất nên thơ, sinh nở giữa quán thù, cừu hận. Có lẽ hôm nay ta là người bại trận, vì bỗng nhiên ta thấy... Mà thôi, tiểu nương ơi, ta đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, ta muốn vào trong ngơi nghỉ. Nói thật chứ? Vâng, em nói thật. Dạ. Là tình đôi lứa chan hòa, duyên trăm năm bền sắc son muôn đời như mãi tình nồng. Nguyện thề một lòng cùng chàng thề nghìn ba sinh tử tông, ta có nhau chung trời mơ tây tương lai. Như gió đưa mây trôi về nơi chốn trời xa, xem trăng qua hòa tiếng ca rộn ràng chim hót triền miên. Ngàn đời không phải đôi ta yêu mến. Xin chứng tri đất trời cao, duyên sắc son luôn bền.
lệnh của vương quyền, ta không cho phép. Quân, đem Lâm Chí Bảo đi. Lâm Chí Bảo, Lâm Chí Bảo. Dạ, bẩm quận chúa, có Ngọc Tình và Bình Nhân xin vào diện kiến. Được, hãy cho hai người ấy vào đây. Xin vâng. Dạ bẩm quận chúa, kẻ hạ xin được tấu bài dài điều quan trọng. Điều quan trọng mà? Dạ. Điều quan trọng ấy ra sao? Dạ theo lời di phán của vương gia, thì khi quận nương lên ngôi quận chúa, các thuộc tướng phải lo gấp việc hôn nhân của quận nương. Tâu quận chúa, đây là di chiêu của vương gia. Vậy hai ngài đã nghĩ đến ai chưa? Dạ theo thiện ý của kẻ hạ này, muốn xin chọn cùng nữ chúa Ngô Lệ Phi, kẻ ấy phải là một bậc anh hùng, thấm hiểu cả vinh cơ đồ trận, phải đủ sức để bảo vệ ngài chúa vững vàng, mở rộng đất đai và chống giữ biên thùy. Như vậy có ai bằng lắm tướng Mộc Đình? Phải chăng cô chúa này sẽ vẫn như đồng trụ? Vậy ngài quốc sĩ, ngài nghĩ thế nào? Hôm nay là ngày lễ tân trào, ta muốn nghe các người phân bài trước sau, giúp cho ta rộng phần suy nghĩ. Dạ theo ý nghĩ của kẻ hạ này, thế nào trong lý tưởng của quận nương phải là bậc vĩ nhân, không hiểu hết sách sử thánh hiền, và rõ không cả điều kinh danh quán lợi, mở mang quần tình cho quân mình, kết thành một đồ án lâu dài, xây dựng ngày ngày hạnh phúc cho muôn dân. Đó là ý muốn của kẻ hạ. Nghĩa là người ấy mưu lược phải rằng có tài như ngài quốc sĩ đi. Phải vậy, hiểu rõ cả quá khứ tương lai, thông thái nào ai dám sánh về, còn ngài Mộc Đình hạng tài văn, xứng đáng là bậc anh hùng, nhưng ta muốn tìm người biết yêu ta mà thôi. Muôn tâu quận chúa, chính kẻ hạ là người đã đem lòng yêu thương quận chúa từ lâu rồi, xin đem tài sức thần lực này để dâng lên nữ chúa và tôn thờ nữ chúa như một linh thần của trái tim mình. Bẩm nữ chúa, kẻ hạ mới xứng đáng, vì ngoài sự hiểu rộng biết nhiều, kẻ hạ còn là một kẻ có đức độ và có trái tim nồng nhiệt nhất thế gian. Nhưng ta không thể chọn hai ngài trong một lúc, mà ta chỉ muốn chọn người mà ta yêu. Quận chúa phân như vậy là phải lắm. Quận chúa đã yêu ai trong hai chúng tôi? Cả hai. Ta không thương người nào cả. Sao? Nữ chúa nói sao? Không lẽ nữ chúa có ý chọn người ngoài? Hai chúng tôi là hai kẻ tìm nữ chúa và hỗ trợ nữ chúa bước lên ngôi vị tuyệt đỉnh vinh quang này mà. Hai người chỉ có thể là những bộ hạ thân tín, nhưng không thể là người chồng lý tưởng của ta. Ngài nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng nữ chúa không thể quyết định hôn nhân của người. Nữ chúa còn trẻ, vậy bổn phận quốc sĩ có quyền quyết đoán, đó là di chiêu của vương gia. Còn tôi nghĩ rằng nữ chúa hãy quyết định chọn một vị tướng tài như tôi, bằng không á tôi đem quân bao giấy hoàn thành buộc nữ chúa phải nghe theo đây. Hả? Ngài định nổi loạn vì sắc đẹp của nữ chúa sao? Cả hai thứ, sắc đẹp và ngôi phủ chúa. Ngài quốc sĩ, nếu ngài không phản đối thì tôi sẽ dành cho ngài chức nhiếp phong thủ phủ chúa. Trái lại, nếu ngài chống tôi thì sao?
im cả đi. Nên nhớ, ta là nữ chúa. Nữ chúa chỉ là một cô gái, cần phải nương dựa vào một đàn ông, phán đoán mọi việc xuyên qua ý muốn của người đàn ông. Vậy ta ngồi trên ngôi phủ chúa này để làm gì? Sự thật nữ chúa ngồi để phán truyền ra thiên hạ sự quyết định của thuộc cấp, mà người thay mặt là kẻ nắm nhiều binh quyền nhất. Kể từ giờ này, cung phủ sẽ đóng cửa để chờ sự quyết định của nữ chúa. Mong nữ chúa ý thức sự sáng suốt trước giờ quyết định nghe. Ngài quốc sĩ Nhiếp Phong, ta nhận danh nữ chúa truyền ngài hạ ngục tên phản loạn này. Bẩm nữ chúa, ngài hãy bình tĩnh, có gì mà phải run sợ hắn? Tâu nữ chúa, kẻ hạ còn gia đình, còn con cái, ngài sợ hắn giết ngài sao? Ngài là một bề tôi trung chánh, lại không bảo vệ được nữ chúa của ngài sao? Tâu nữ chúa, kẻ hạ chỉ là một kẻ già lớn tuổi, trong tay có nửa chục tinh quân, còn Thiên Mộc Đình là một dũng sĩ nắm tất cả binh quyền. Kẻ hạ xin khuyên nữ chúa sớm gật đầu cho em chuyện. Ngài có biết tại sao ngày trước ta bỏ phủ chúa mà đi không? Vì Dương gia có ý buộc ta phải kết duyên với một người mà ta không ưa thích. Nay không có lý, tên đê tiện như Thiên Mộc Đình lại dám truyền lệnh đó với ta sao? Vì Thiên Mộc Đình đã rất tâm làm chuyện đó từ lâu, nên đã đề phòng mọi bất trắc. Nữ chúa không bao giờ trốn khỏi hoàng phủ trước khi tuyên bố hôn nhân của nữ chúa và Thiên Mộc Đình này. Ngài quốc sĩ, xin ngài hãy lo mau phần nghi lễ cho cuộc hôn nhân của chúng tôi nha. Dân dân ngô lệ phi quận chúa, giữa phủ chúa huy hoàng lộng lẫy này chỉ còn hai ta, một nữ chúa Tây Xuyên tuyệt sắc và một dũng sĩ oai hùng. Ta sẽ giữ vững ngai phủ chúa ấy cho nàng. Ta sẽ đem tất cả những vinh quang trên trần thế này đặt dưới chân nàng. Ta bước lên ngai phủ chúa, ta là kẻ truyền lệnh chứ không phải người tuân lệnh. Ta là kẻ ba cố chứ không phải gian sinh. Ta là kẻ cương quyết, cương quyết bất kỳ trên trận tuyến nào, kể cả mặt trận hôn nhân và tình ái mà ta đã quyết định rồi. Nữ chúa phải thuộc về ta. Ngươi không được bước lại gần ta. Dừng lại, còn người thứ ba trong phủ chúa huy hoàng này. A Mộc Nhi, hãy cứu giúp ta. Loan, em đến đây từ lúc nào vậy? A Mộc Nhi, tất cả dòng họ đất Tây Nguyên đều biết A Mộc Nhi sắp làm lễ cưới Yến Loan rồi đó. Yến Loan, chuyện đó thủng thẳng có sao đâu. Thủng thẳng? Tại sao vậy? Chúng ta đã yêu nhau từ lâu lắm rồi mà. Yến Loan à, ta nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu lầm đó là tình yêu, nhưng biết đâu đó chỉ là tình cảm nông nổi mà thôi. A Mộc Nhi, anh nói gì mà nghe lạ vậy? Anh nói rằng có lẽ chúng ta chưa hẳn có một tình yêu đậm đà sâu sắc, mà chỉ là tình cảm thông thường thì đúng hơn. Trời ơi, sao anh nỡ đang tận dụng những lời chúa cái. Yến Loan, anh chớ nói gì đến cảnh tình chia ly. Hãy anh sai
gặp người đúng như sự ước mong. Mộc Nhi ơi, anh đã lầm theo bắp bóng mũi mình. Con người ấy không bao giờ nghĩ đến anh đâu. Anh đã yêu người ấy, anh nhất quyết chiếm cho được tâm tình kia. Nhưng anh quên rằng anh chỉ là một tướng cướp, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, một kẻ sợ sệt ánh sáng, một kẻ chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi. Im đi! Tình yêu không biên giới, tình yêu không phân biệt một bà chúa với tên tướng cướp, tình yêu không ngăn cách kẻ ác với người hiền. Chỉ có kẻ si tình ngu dại mới mơ tới một bà hoàng. Ta không cần những lời khuyên nhủ của một cô gái như nàng. Hãy về đi, nàng hãy về đi. Hãy quên đi, quên tất cả đi, vì ta chưa hề cùng nàng có một lời hẹn ước. Anh xua đuổi em phải không? Phải. Anh xua đuổi em như bỏ quên tấm áo tròn rách rưới để chạy theo một nữ chúa, để chạy theo sự khinh bỉ của một người đẹp. Không ai có quyền khinh bỉ ta cả. Ta không xin, ta không ăn mày một chút tình yêu, mặc dù đó là nữ chúa. Nếu ta không chiếm được nữ chúa Ngô Lệ Phi bằng những lời dịu ngọt hay những hành động mà ta giúp ích cho nàng, thì ta sẽ cướp lấy nàng như cướp tất cả vàng bạc châu báu này. Anh có thể làm chủ bạc vàng vô tri vô giác, nhưng anh không cai quản được một linh hồn khi linh hồn đó không khuất phục anh. Ta xin nàng đừng nói nhiều lời vô ích. À Mộc Nhi. Yến Loan, tôi sẽ cho thuộc địa đưa cô trở lại Tây Xuyên. À Mộc Nhi. Chàng ơi sao nhẫn tâm đem lòng người con gái hiến dâng trọn đời cho chàng. Đừng chạy theo giấc mơ hão huyền xa vời, thì vì mía mai tiếng tai nhung hèn. Đời ta vui ước mơ xây thành mong vàng, nàng Lệ Phi nữ vương kiêu kỳ trang đài, đẹp như tiên cước ta yêu kiều mặn mà. Lòng ta ước cao chớ duyên cùng ai. Chàng đừng rời xa em, phù bàn duyên trăm năm để thắm quen đi đôi dòng châu. Chàng là niềm yêu thương thiệp sẽ vui bên chàng, hai đứa duyên ta già mơ. Nàng mau nên bước xa chân trời xa vời, vì ta không mến yêu sao nàng mãi chờ. Nàng buông nương giá lan ngự vào tâm hồn, đừng mong khiến ta chuyển lại tình này. Nếu ta thiết để đuổi theo một ảo anh xa vời, đừng mạo hiểm phiêu lưu vào trong cơn bão loạn tơi bời. Đừng vì con thuyền ao ảnh nhấp nhô trên sóng cả mà liều lĩnh căng bừa với phong ba. Vì người ta là một nữ chúa lòng đầy kiêu sa, trong khi chàng chỉ đang là kẻ theo hồng vui kiều. Ôi mía mai tới khi một nữ chúa ngọc ngà lại yêu kẻ tử tội sống ngoài vòng luật pháp.
tù bà là nữ chúa, phải là ta. Bà là nữ chúa thì sao bà đây là một nữ chúa cao sang thế lực quy quyền, với quyền binh trong tay bà chỉ cần buông ra một tiếng linh quyền, lập tức dưới trướng của bốn vạn kẻ hầu người hạ sẵn sàng làm đẹp và nữ nhân là một bó hoa chương gia ngân phương. Sau bạc tìm ban đầu trong số hàng trăm kiếm tôn công tử, mà lại đi cướp đoạt chi chút tình bé mọn của kẻ bần dân. Nàng kia, nàng là ai? Sao nàng trách mắng tôi nắng lời? Dường hận thù muôn kiếp không nguôi, chẳng quen tên nàng là ai? Sao đành mỉa mai lắm tiếng chưa cay? Bà đừng nên nói nữa, như không hề hay biết đã cướp trên tay ta sống gió. Ta căm thù ghen ghét đã khiến nhi lãng si tình, tâm hồn ta giá băng lâu rồi, lòng này thề ta chẳng yêu ai. Sao luôn cỡ đầu làm sao ta tin nàng gì nay chiếm giữ ngôi cao? Dòng pháp luật vì tim ta chưa từng sống đồng, ông ta chưa giấu một bóng hình, và đời ta chưa nhận một lời kỷ niệm yêu đương. Vậy bảo sao ta đi cướp một tình thương? Không bao giờ ta đi cướp một tình thương như người lầm tưởng, mà ta chỉ theo a mộc nhi trốn tránh bọn a quỷ gian thần. Thật lý lẽ trẻ con, tôi biết bà đẹp hơn tôi, là một nữ chúa trong thiên hạ, nhưng tôi khinh bà vì bà đã đi cướp mất tình yêu của kẻ khác. Châu bà, khoan đi đã. Trời ơi, tạo hoa xanh ra chi một cơ hoa thanh lịch mỹ miều, để rồi chính ông tạo ra giống tu đi dập dùi chưa tan nát đời qua. Ôi, chỉ còn một đóa trà mi mà hàng trăm con bướm mộng giờ quanh chật chờ hút nhuy, khiến cho tất cả quá đồng phải đêm già ghét ganh. Ai làm cho liều kém xanh vàng rơi mấy sợi mong manh bên dòng, phải chẳng làm kiếp mơ hồng nếp xuân càng thân gian trưng càng nhiều. Nữ chúa hãy mau theo tôi. Theo người đi đâu? Theo tôi trốn khỏi nơi này, vì tôi đến đây giải cứu lệnh bà. Giải cứu cho tôi? Vậy người đã làm rồi, vì tôi không phải là tù nhân của A Mộc Nhi. Tôi được tin thủ phủ là nữ chúa bị A Mộc Nhi bắt đưa vào sao huyệt này. Không,
tôi là thượng khách của A Mộc Nhi. Vì sao nữ chúa đã bỏ ngai phủ để đi theo tiếng gọi của trái tim và để lại sự lo lắng cho bầy tôi trung tín nè? Nhưng những thuộc hạ trung tín đó đã ép buộc nữ chúa của họ phải lấy chồng. Điều đó thật là hợp lý, vì hình như nữ chúa đã làm khổ nhiều trái tim rồi. Hãy nên chọn một vị hôn phu cho những chàng trai trẻ đừng hy vọng hảo quyền nữa. Ta sẽ trở lại ngôi phủ chúa để trừng trị nhà ngươi. Tôi không còn tài sản và chức vị để nữ chúa tước bỏ, mà tôi chỉ còn một tinh thần thượng võ biết yêu thương lý lẽ công bằng. Vì dòng dõi họ lòng tôi quyết nói gương bất khuất, để khỏi hờn tuổi tổ tiên dài công dân nghiệp, xem thường quý vỗ bạo tàn thăng bước hiên ngang. Nhưng ta còn tiền sức và ngục tù để trừng trị nhà ngươi, đã mất tài sản tước ban đừng quên rằng còn sanh mạng nhà ngươi. Chỉ có lưới trời mới khó thoát thân, chớ hình luật phủ chúa không bao trùm quan địa, biến các muôn trùng gió lòng ngàn phương. Lâm Chí Bảo đã quán ghét sao còn tới đây giải cứu cho ta. Như vậy phải, thằng em khổ sở của tôi nó đang dẫn hai vị thuộc hạ của bà tìm A Mộc Nhi. Tôi muốn tránh sự đụng chạm này vì nó có thể giết em tôi. A Mộc Nhi, A Mộc Nhi ơi, loạn tâm sắp tới rồi. Im ngay, Lâm Chí Bảo. A Mộc Nhi, anh còn nhận được tôi sao? Tôi gặp anh lần thứ hai trong phủ chúa. Chị là nữ chúa Ngô Lệ Phi đã chứa chấp một tên cướp trong hậu phủ à? Ta chỉ lẻn vào hậu phủ. Nhà ngươi đã lành hẳn vết thương chưa? Chúng ta có thể trở lại cuộc tranh giành hôm trước. Dương Dạ Lan sẽ về tay kẻ nào thắng cuộc? Ta là một nữ chúa, chứ không phải là một giải thưởng của các người. Nếu nữ chúa sợ cho A Mộc Nhi chết, thì kẻ hạ hứa chỉ chém rơi một cánh tay của hắn thôi. Lâm Chí Bảo đừng kêu hãnh, chết! À! Đừng, đừng giết chết Lâm Chí Bảo. Kẻ hạ chỉ chém hắn trọng thương thôi. Chuyện gì vậy? Không, tôi không muốn giết anh trong lúc bất ngờ. Chỉ tại anh vô ý như ta hôm trước. A Mộc Nhi, A Mộc Nhi ơi, bộ hạ anh đã thảm bại hết rồi. Trời, A Mộc Nhi, anh đã bị thương rồi phải không? Nào, trốn, trốn đi, trốn đi. Lâm Chí Bảo, hãy đưa tất cả trốn đi. Thúc Địa, hãy dẫn họ theo con đường bí mật. Nào, hãy theo tôi mau lên. Tôi không thể theo các người được đâu. Hãy bỏ tôi ở lại đây. À Mộc Nhi, anh hãy đứng lên. Không, thà tôi chết vì những anh em bạn bè của tôi. Tôi thề không bỏ họ. Anh hãy đi đi, đi nhanh lên.
tôi cũng phải ở lại nếu ta muốn cứu những người chạy trốn. Lâm Chi Bảo, lần thứ nhất trong đời tôi mới gặp một người như anh. Chúng ta có thể trở thành đôi bạn chí thân. Mộc Nhi, Mộc Nhi. À, Lâm Chí Bảo. Phải. À, Mộc Nhi, hắn đã chết rồi. Phải, tôi đã giết hắn chết rồi. Còn nữ chúa đâu? Nữ chúa đã về Tây Xuyên từ hôm qua. Lão, đây là tấm áo choàng của nữ chúa. Lâm Chí Bảo, anh không lừa được ta đâu. Quân, quay lại, giao hắn cho Dương Bình Nhâm. Còn ta phải tìm cho được nữ chúa. Trời ơi, người ta hay ma quỷ. Ta đi. Ta hả? Làm hết hồn. Nghe hỏi nè, tên gì, nghề nghiệp gì? Ta tên là A Mộc Nhi. À, tướng cốt hả? Phải. Trời ơi, năm ông bảy bà giúp tôi, phen này để tôi trả thù cho gia chủ của tôi. Dừng lại. Ta và Lâm Chí Bảo đã kết nghĩa anh em rồi. Hả? Có phải vậy không? Thề đi, đừng nói láo nghe. Ta xin lấy danh dự mà thề với anh đó. Chờ, ăn cướp mà cũng có danh dự nữa. Thôi, tôi cũng tạm tin anh. Hình như bị thương hả? Bị ai chém vậy? Anh làm ơn giúp ta vào vách đá kia. Ta sẽ lấy thuốc bó vết thương lại. Đây. Từ từ nghe. Nè nè, thấy trong mình sao? Anh có cần trăn trối gì với tôi không? Ta còn người cha già yếu ở Tây Sa. Lâu lắm rồi ta không về thăm được. Tội nghiệp quá. Nếu như ta có bề gì, nhờ anh hãy cho cha ta hay. Ở Tây Sa hả? Đúng. Thôi, Tây Sa xa lắm, đi không được đâu. Tây gần ta đi liền, không ích kỷ với ngươi thiệt mà. Nếu vậy thì ta có người yêu ở Tây Xuyên. Tây Xuyên hả? Được. Nếu lỡ như ta có đề gì, nhờ anh hãy giúp đỡ cho nàng. Sang lại cho ta phải không? Thôi đi cha, anh là ăn cướp thì người yêu của anh cũng thuộc loại giật dọc thôi. Đừng có hại tôi ông nội ơi. Giúp giùm ta đi mà. Đó. Thấy không? Đó, xong rồi. Vết thương đã băng bó rồi đó. Bây giờ nằm nghỉ cho khỏe đi. Thở đều đều vô. Anh Kim Trâm. Trời ơi, sao anh bắt tôi đợi ngoài cửa động lâu quá vậy? Trời ơi, ở trong này xảy ra nhiều chuyện lắm. Cho tôi hớp nước. Hãy cho tôi hớp nước. Cô Kim Phối ơi, đợi tôi một chút nha. Tôi đem nước cho người bệnh uống đã nha. Lâm Chí Bình, Lâm Chí Bình đâu rồi? Tôi báo tin cho người rõ, vì có nhiều chuyện chẳng lành. Hả? Tin chẳng lành? Chẳng hay có chuyện gì xảy ra? Lâm Chi Bảo có lẽ đã bị bắt giam hay bị giết rồi. Trời ơi, vậy là thêm một nạn nhân nữa trong tội ác của Dương Dạ Lan. Tôi có thật như vậy không? Nhưng người ấy là ai? Tôi là người yêu của A Mộc Nhi. Chàng đã chết cũng vì nữ chúa. Tôi... Có lẽ Lâm Chí Bảo đã chết, nhưng nữ chúa Ngô Lệ Phi là người thế nào?
Trời ban làm chi một sắc đẹp ghê gớm ấy? Hỏi kiếm đâu xa, đi nữ chúa đang đứng trước mặt chúng ta. Nói thế, bà là nữ chúa của thành Tây Xuyên à? Tôi chỉ là Dương Giả Lan, vì ngôi phụ chúa đã mất. Lĩnh bà còn đến đây để làm gì? Với non ngàn cỏ cây ủ mốc và hốc đá khô khan, không xứng đáng bước chân của lĩnh bà. Hoặc là làm quen ố chiếc áo vững nương, hoặc bước danh dự của dòng dõi trăm năm. Ở đây chỉ có tình thương chân thành với những trái tim và khối óc trong lành, không quy mị kêu xa. Có phải chăng hai nàng đã ghét ta vì những gã đàn ông đã bỏ hai nàng? Nhưng tôi nào có tội lỗi gì, và cũng không hề quyến rũ một ai. Tôi không tiêu ngọc nhi, không lợi dụng dòng họ lắm, vì tôi có vết hồng của riêng mình, có trái tim xúc cảm chân thành. Tôi cũng biết cho người mà tôi yêu, cũng như bao cô gái đang độ tôi xuân đồng. Tôi yêu đôi gác trắng, yêu ánh nắng hồng, những giấc mộng lòng chưa đứng. Thôi thôi, tôi sợ sắc đẹp tôi sẽ xuống dạng nặng. À, mộng nhi chết cũng vì bà, tôi căm thù nhan sắc bà gớm ghê. Nữ chúa, bà phải chết. Đừng vội xuống tay, vì giây phút hờn ghen trở thành ác độc. Hãy để dung nhan nữ chúa, vì tôi muốn tìm hiểu sắc đẹp huyền ảo của con người. Là một quận chúa, sao bà đến đây để làm gì? Trong lúc Lâm Chí Bảo đã chết, tài sản chất dĩ tiêu tan chỉ vì quy lực của lĩnh bà. Sao lĩnh bà mạo hiểm đến đây để tận mắt nhìn một công trình phá hoại do sắc đẹp gây ra? Đã gieo bao nỗi đớn đau của những kẻ cuồng say nhan sắc. Với sắc đẹp của lĩnh bà đã gây biết bao phiền lụy, mà tôi cũng là một nạn nhân khốn. Nàng là người yêu của Lâm Chí Bảo chắc không? Lâm Chí Bảo là người tôi kính trọng. Linh bà, tôi muốn nói rằng bà đã gieo vào lòng tôi một sự đau buồn, và chính bà, bà đã cướp mất của tôi một tâm tình. Tôi đã oán giận vì bà đã làm cho người thanh niên quá xa hèn yếu, ngửa bàn tay xin từng giọt yêu thương, đã đánh mất đi niềm tin tưởng ở cuộc đời tươi đẹp, chán nản cả những ngày thanh xuân tuổi trẻ. Tôi oán ghét bà vì tôi đã yêu ta tiếc Lâm Chí Bình, người đã lụy tình bà mà phải chịu tàn thân. Linh bà gây trái ngang cũng vì nhan sắc khuynh thành hại người. Anh Lâm Chí Bình thương ta
nàng sơ sát nổi trôi dòng đời. Say mê tiếng đàn, yêu nàng ca khi tiếng ca ngọt ngào. Để nay đời trai sống chung thành một tù nhân đang tìm đường trốn lắm bọn ác quỷ gian thần. Không, tôi không tin lời nói của bà. Một lời nói chứa đựng nhiều bí ẩn, cố tình che giấu sự mờ ám lương tâm. Trở đi trở lại cũng là bà. Hay là để làm gì? Ai nàng đáng khổ đau, và xin hiểu cho rằng Dương Giả Lan cũng đã yêu và đau khổ như ơi. Vì người xây mộng tương lai là Lâm Chi Bầu, nhưng mà chắc chắn người ấy không bao giờ nghĩ sao kẻ sống mà không đi chứng, mà đi tìm kẻ chết để văn bài. Đáng tiếc là Lâm Chí Bảo đã chết. Nếu người còn sống sẽ trả lời sự ngụy lý của bà. Tôi chỉ biết rằng bà đã giết chết A Mộc Nhi. Vì bà mà Lâm Chí Bình, kẻ sống như mất linh hồn. Vì bà mà Lâm Chí Bảo đã chết. Tôi không tin bà yêu người ấy. Tội ác của bà đừng mong chối cãi. Chúng tôi buộc bà phải chết để đền bù những án mạng kia. Quan xin hãy dừng tay, vì Lâm Chí Bảo chưa chết đã. Mộc Nhi vẫn còn sống đây, và tâm hồn tôi cũng được giải thoát. Vì câu chuyện hôm nay tôi đã nghe rõ đuôi đầu. Linh bà ơi, hãy thứ tha cho tôi, vì chạy theo một ảo dòng si cuồng. Trong lúc bên cạnh tôi có một tâm hồn bình lặng trăng trong, mà tôi mãi chạy theo một ước mơ hoài vọng. Bởi là giấc mộng nên không thể tụ hình, để vô tình làm khổ một trái tim. Kim cô em ơi, anh xin cảm ơn em đã yêu thương một người mà linh hồn đang dậy chết. Vậy từ đây hết phiền lụy mà xây dựng lại cuộc đời.
đâu. Nhi tỉnh lại đòi uống nước. A Mộc Nhi còn sống. Vậy thì cô hãy theo anh Kim Cam đến gặp A Mộc Nhi. Thưa lĩnh bà, lĩnh bà ơi, từ bấy lâu nay tôi cứ ngỡ tim của lĩnh bà là giá băng như khối tuyết. Hôm nay rõ ra tâm quy của lĩnh bà cũng đang rào những sông nước đại dương. Tuy có gió lòng có bão giông, nhưng thuyền tình vẫn lướt về đình. Hôm nay tâm thương mọi người đều được cởi mở, sự thật hiện nay đã được phơi bày. Hôm nay bừng tình giấc mơ, lòng còn hối hận bài thơ lụy trần. Để phiền để khổ người anh, hy sinh tất cả cuộc đời cho em. Xỉu rồi, làm ơn cứ lấy chàng đi. A Mộc Nhi, xin kiếm đi. Lâm Chi Bảo, Lâm Chi Bảo chưa chết. Ta ở lại đây làm gì? Ta phải tìm cách cứu chàng. Ta phải tìm cách cứu chàng. Quận chúa, quận chúa. Trời, quận chúa lên ngựa đi mất rồi. Kìa tiểu nương, có chuyện gì đó em? Quận chúa bỏ tôi ở lại đây, người đã đi mất rồi. Đi mất rồi? Trời ơi, nhìn mặt thấy thương quá. Thôi kệ đi, bà đi đâu thì bà đi. Ở đây còn có anh đây mà, em lo sợ gì không biết nữa. Anh là thổ địa ở đây mà. Nè, bắt đầu kể từ giờ phút này là em như là em nuôi của anh gì đó nha. Hả? Em là em nuôi của anh? Ừ, anh là anh nuôi của em hả? Ờ, đúng rồi. Hồi đó ai nuôi không biết, chứ giờ bắt đầu anh nuôi em nè. Được không? Nè 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 nè. Nghe rồi nghe không? Em đừng có nghe nó. Nó muốn dùng tình cảm vết dầu loan đó em. Ủa? Trời ơi, sao tao gặp mày hoài vậy hả bá? Ê, đừng có nói bậy nghe. Tình cảm vết dầu loan là sao vậy anh? Lúc đầu là anh nuôi em nuôi, rồi gần gũi đến tình cảm gia đình. Vết dầu loan thêm đến tình yêu đương kháng kích. Nhích thêm một chút nữa em lấy bụng ở đời. Rồi cái vết dầu loan thêm chút nữa, em biết sao không? Chút nữa? Ừ, rồi sao? Thì em sẽ có đứa nhỏ giống hệt nó vậy đó. Ghen hả mày? Ghen gì? Ghê quá. Hồi đó giờ tôi mới nghe đó. Thiệt không đó? Nói em nghe, thà như anh vậy nè. Nhưng anh sao? Nói yêu em chẳng ngại ngùng chi, dù tiếng lôi bổ xuống nó cũng yêu nàng. Sống cao sang quyền cao lộc cả, hoặc đời khổ nghèo đói cần chết mà vẫn yêu một lời trước sau. Nói thật có trời, em hiểu cho cõi lòng anh. Không khi không tranh chấp lại buồn xa, xem như tôi là một món. Kẻ thương anh vui người yêu ta thiết. Tình cảm đừng giỡn mà khổ, là gái ngoan phải lòng đã yêu. Gái sắc trai tài, với điều kiện là hãy nghe đây. Điều kiện làm sao? Nên đi mày để tiểu nương trình bày. Tôi nói nghe nha, tôi vẽ một vòng tròn, tôi đứng giữa vòng tròn đó, kế đó bịt mắt hai anh lại, mỗi người bước 9 bước, rồi đứng lại, khi nào nghe tôi vỗ tay thì xoay lại. Nếu mà ai đụng tôi trước là người đó thắng, nhưng ai đạp bức vòng tròn thì là người đó kể như thua trước đó nha. Rồi biết rồi, cái này là bịt mắt bắt dê nè mày. Ở dưới quê tao chơi hoài à. Vậy em bịt mắt anh trước đi. Bịt đi. Bịt anh luôn. Nè, tối thui rồi không thấy đường em ơi. Giờ sao em? Nè, giờ chuẩn bị bước đi 9 bước đó nha. Rồi bước đi 9 bước nè, đếm nè. 1, 2, 3, 4.
Em ơi, tiểu nương ơi, coi chừng nó đạt mức đó nghe. Bắt đầu. Được rồi. Rồi bắt đầu nghe, bước trở lại nè. Ủa hồi nãy mình đếm mấy bước trời. À, trời ơi, ai vậy? Ai đó? Nghe gì không, nghe gì không? Rồi rồi, người yêu tôi đã lên ngựa rồi. Em nuôi đã bỏ anh nuôi rồi. Trời ơi, tưởng một mình tao ngu, mày còn thầy ngu hơn tao nữa. Thôi giờ mày dắt tao đi xin ăn đi là vừa rồi. Trời ơi, coi chừng đạp mất giọng. Rồi, hai thằng đều đạp mất hết. Vậy là hai thằng thua rồi. Ngu thiệt mà. Bây giờ này nghĩ cách nào giết theo công chúa đây? Hãy đem treo cổ Lâm Chí Bảo. Tại sao phải treo cổ Lâm Chí Bảo? Hiện nay phải lo tổ chức tìm cho được công chúa. Còn tên tử tội kia đem chém đầu giờ nào không được. Ngài Nhiếp Chính sao mà thật thà quá vậy? Ngài Nhiếp Chính tin tôi, làm như thế khỏi tìm kiếm nữ chúa cũng trở về. Vì Nhiếp Chính hãy ra lệnh bố cáo là 2 ngày nữa sẽ treo cổ Lâm Chí Bảo. Tôi sẽ làm y như lời ngài. Còn nếu trường hợp nữ chúa không trở về thì sao? Thì buộc lòng tôi phải lên ngôi. Vì dòng dõi Dương gia không còn ai nói gì. Việc cầm binh khiển tướng tôi còn tin được ngài đôi chút. Còn quyền cai trị một tiểu vương thì phải hiểu phép nước luật dân. Làm sao ngài lọ thông mà ngài leo cao quá vậy ngài? Ngài Nhiếp Chính khéo lo, vì bên cạnh còn có quốc sĩ Dương Bình Nhâm. Mình là vua, mình có quyền sinh sát. Ai dám hạch hỏi, ai dám phản đối mình, ai phản đối sẽ bị chém đầu. Vậy ngài quốc sĩ, về lo chuyện đó đi. Vậy là tôi phải ra bố cáo cho khắp dân chúng biết là sự phán quyết của phủ chúa vậy. Phải, ngài hãy làm theo ý tôi là thủ sách. Dạ, chào ngài. Giám sát vương, dạ, hãy sửa soạn pháp trường chờ lệnh phủ chúa nghe chưa? Dạ. Hãy chuẩn bị đội kỵ binh chờ lệnh. Ngài Khủng Tướng, ngài Khủng Tướng. Ngài Nhiếp Chính có gì hơ hãi vậy? Quận chúa về, quận chúa về. Nàng đã về, hãy lo nghi lễ đón tiếp quận chúa mau. Khỏi cần, vì ta đi thẳng vào đây, và cũng có những tên quân trung thành của ngài đón tiếp ta bằng những lưỡi gươm vô lệ. Kẻ hạ xin quận chúa thứ lỗi. Những tên khốn kiếp kia, tại sao dám vô lễ với quận chúa? Ngài Nhiếp Chính, hãy đem chém đầu chúng nó cho ta. Ngài nói gì? Tôi đâu phải là đau phụ. Cần gì đau phụ mới biết chém đầu? Hãy làm đi cho nó quen. Võ sĩ, hãy cho ngài quốc sĩ mượn lưỡi dao và dẫn chúng nó ra ngoài hành lang giúp ngài. Thiên Mộc Đình, ngài muốn phô trương một quyền uy sắc máu với tôi đó phải không? Tâu quận chúa, kẻ hạ muốn trừng phạt kẻ nào dám ngạo mạn với quận chúa. Kẻ hạ chỉ là kẻ phủ phục dưới ngai phủ chúa Ngô Lệ Phi. Trong khi miệng ngài nói những câu trung tính, thì quanh tôi ngài đang sẵn một đạo quân. Kẻ hạ rất mừng rỡ khi thấy quận nương trở lại ngai phủ. Tất cả phủ chúa đang lo lắng cho quận nương, và riêng kẻ hạ cũng đang lo lắng cho hoàng hậu của lòng mình. Nếu như tôi không trở lại ngôi vị thì sao? Thì kẻ hạ buộc phải lên ngôi phủ chúa, vì Dương tộc không còn ai khác nữa. Nhưng hôm nay quận chúa đã trở về, thì chúng ta sẽ cùng ngự trị sau khi hôn lễ cử hành. Có lẽ quận chúa cũng hiểu rằng đó là điều không thể tránh. Tao có thể tự sát ngay trên ngai phủ này và để cho thiên hạ phẫn bức và căm hờn nhà ngươi. Nữ chúa không bao giờ làm như vậy. Kẻ hạ đã biết rằng nữ chúa quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân của Thiên Mộc Đình này là để cứu Lâm Chí Bảo. Nhà ngươi nói gì? Kẻ hạ là người đã biết rõ ý nghĩa của quận
kẻ hạ sẽ tha chết cho Lâm Chí Bảo để làm vui lòng quận chúa. Thì ra nhà ngươi đã rõ ý định của ta. Phải, ta về đây chấp nhận thành hôn với ngươi, với một điều kiện là hãy thả Lâm Chí Bảo, vì ta không muốn người ấy phải chết oan. Quận chúa đã nhận cuộc hôn nhân, quận chúa muốn cứu sống Lâm Chí Bảo vì quận chúa đã yêu thương người đó. Đó là một sự thật, một sự thật mà những kẻ si tình không giấu giếm ai được. Ngài không cần ghen tức, vì ngài chỉ cần cưới một chiếc ngai vàng này thôi. Ngài cần một cuộc hôn phối với quận chúa, chứ ngài đâu cần đến trái tim thiếu nữ Ngô Lệ Phi. Hiện giờ Lâm Chí Bảo đang bị giam cầm dưới ngục, hãy trả người tự do. Kẻ hạ cũng thề rằng Lâm Chí Bảo sẽ ra khỏi ngục trước giờ hôn lễ của chúng ta. Hãy lập tức thả ngay. Không thể được. Kẻ hạ muốn nắm phần chắc chắn trong tay, Lâm Chí Bảo sẽ được tự do đúng vào giờ hôn lễ. Được. Bao giờ hình phạt ấy bắt đầu? Nếu hôn lễ kia đối với quận chúa là một hình phạt, thì hình phạt ấy sẽ hình thành ngày thứ 15 của tuần trăng này. Hay là ngài có thể cho phép ta xuống thăm Lâm Chí Bảo? Hoàng thành này thuộc về quận chúa, kẻ hạ đâu dám cay. Cảm ơn ngài. Ngài giúp công hãy uống đỡ một hớp rượu cho đỡ run nha. Hãy đưa nguyên bình cho tôi. Ngài đã chém chết cái thằng vô lễ ấy rồi chứ? Hay lắm. Quốc sĩ cũng có tài đao phụ. Bây giờ tôi muốn nhờ ngài một việc khác nữa. Tôi muốn Lâm Chí Bảo tự vẫn mà chết. Vậy thì ngài xuống ngục khuyên giả chán đời đi. Rồi giao một thanh gươm khổ tâm tự dân khó có gì chở tôi một bậc lại đường tu hành trong phong chính đại quang minh. Nếu ngài không muốn thi hành thì tôi sẽ ra lệnh. Ngài nên nhớ rằng còn bao hôm nữa làm lễ thành hôn ngài toán liệu cho xong. Đây tôi giao ngài bình rượu trong đó chất độc, uống chết thật là êm. Sao không giao người khác có lại phải đến tôi? Vì ngài là người tôi tin cậy, trước đây đã từng truyền lệnh xử tử tội nhân, kể như thông thạo tôi giao ngài mới yên dạ. Ngài nên nhớ là cho hắn uống rượu sau khi quận chúa tới thăm nha. Tôi là một nhiếp sĩ, chức vụ nhiếp chính đại phu, phải làm việc bên đau khổ. Ngài nhiếp công hãy ráng lên. Ngài Võ Tướng Thiên Mộc Đình, những tên bộ hạ tay chân của ngài cấm không cho ta xuống ngục. Bọn chúng thật là vô lễ đối với quận chúa, nhưng theo ý của kẻ hạ thì quận chúa không nên bước đến nơi dơ bẩn ấy làm gì. Ta muốn gặp Lâm Chí Bảo. Nếu vậy, kẻ hạ truyền lệnh cho chúng dẫn người ấy đến đây. Cần gì hãy mau xuống ngục dẫn Lâm Chí Bảo lên hầu quận chúa. Xin quận chúa hãy ngồi lên để giữ nguyên thể diện. Một quận chúa không có quyền hành thì còn thể diện gì mà giữ? Kẻ hạ sẽ chém đầu bất cứ kẻ nào nói rằng quận chúa Ngô Lệ Phi không có quyền hành. Nếu ta có quyền, ta truyền lệnh cho ngươi hãy ra khỏi nơi đây. Và nếu ta không có quyền, thì ta xin ngài hãy cho ta gặp riêng người tù nhân ấy. Kẻ hạ luôn luôn tuân lệnh phán của quận chúa. Lâm Chi Bảo, Lâm Chi Bảo. Kẻ hạ này xin mừng quận chúa trở lại phủ hoàng. Trời ơi,
chúng đã tra tấn người. Phải, chỉ vì một lời phán ra từ đôi môi xinh xắn mà thân tôi phải chịu ba lần tra tấn máu hòa chàng dùng bọn gót son vàng. Tôi cần phải bà đi cô quân binh cô quân hầu kẻ hà, vậy xin bà hãy trả tôi về trong một lành cho không khí nơi này không dương vết bụi trần như để cuộc đời mờ tan như sương khói như thời gian chung vùi một xác lá thu tàn. Lâm Chi Bảo, chuyện hôm nay cũng mấy mươi lần
thành vô nghĩa. Khi mặt đất bẩn thỉu này thiếu một tình yêu. Lệnh bà nói gì tôi không hiểu. Người không hiểu hay người không muốn hiểu? Người xưng hô hai tiếng lệnh bà để kết tội kẻ trót mang nhan sắc. Dạ lang muốn nói là dạ lang cũng có con tim, một con tim nhiều xúc cảm, một con tim như mọi cô gái trên đời. Sở dĩ hôm nay dạ lang trở lại phủ hoàng là để đánh đuổi cho người tù nhân ấy. Không lẽ lĩnh bà lại ám chỉ tôi? Dạ lang đã chấp nhận cuộc hôn nhân với Thiên Mộc Đình là dạ lang đã tự giết chết đời mình trong cõi sông. Hôm nay chỉ còn lại giây phút này đi gặp lại Lâm Chi Bảo mà thôi. Rồi ngày mai sẽ đời đời vĩnh biệt. Có phải lệnh bà nói yêu tôi? Lệnh bà ơi, tôi là một kẻ khô khan tình cảm, cuộc sống như các trăng phù sa. Chưa bao giờ ta gạn hỏi tim ta có thổn thức hay có bao giờ dũng cảm. Tình cảm của lòng ta là vực sâu không ánh sáng, là ngàn năm trăng lạnh lẽ loi, là đỉnh núi cô đơn mây trời lạnh buốt. Tình của dạ lang như đại dương trong suốt, hồn pha lê tim ấp lửa nồng nàn. Dạ lang ơi, tôi không xứng đáng với tình nàng. Giấc mộng ấy chỉ toàn là áo anh. Cao xanh ơi, xuôi gặp gỡ mà chi. Mộng duyên lành. Ôi trời cao trớ trêu bài chi, gieo sầu bi khắp nơi đường trần. Dương Gia Lang là bà quan ngồi cao tốt đơn, còn tôi kẻ lên những tình khúc biệt ly, chứ phải đâu vì ngôi phụ chúa quy nghi lòng lấy quy hoàng. Tôi chẳng mang chi ra cuốn phượng cuốn vàng, mà chỉ muốn nói lên lòng mình luôn nhiều vấn vương, chúc mở tâm sự với đề với Lâm Chi Bảo. Oh,
lòng thiếu năng niềm đau đã chết. Tâm tư dân lòng bão bàng hoàng, xin cho mây che bầu trời, cho đau thương bớt ngập lòng. Tim tôi đã trút càng sâu, lòng chơi vơi. Chỉ vài hôm nữa sẽ có tiếng trong báo hiệu tin vui là ngày tân hôn của quận chương. Nhưng đôi vị giả ngang đương là tim trong tăng thương, để đưa tiếng một linh hồn vào cõi khác làm nát cả tiếng lòng. Bảo xin vĩnh biệt Dạ Lan, Dương Dạ Lan. À, công tử Lâm Chí Bảo, nghe tin vui quận chúa đã gặp được công tử, chắc chắn là có nhiều may mắn lắm. Tôi cũng góp ý với quận chúa là công tử phải được tự do mới đúng. Cảm ơn ngài nhiếp công. Tiện đây trời hôm nay cũng buốt lạnh, tôi xin mời công tử uống cùng tôi ly rượu cho nó ấm. Ngài định giết tôi có phải không? Không thù oán gì nhau, sao lại bảo tôi giết công tử? Phải, vì ngài sắp đổ thuốc độc cho tôi. Theo ý tôi thì ngài nên uống ly rượu đó để bảo tồn danh dự cho ngài. Sao công tử biết? Ngài không phải là tên sát nhân lành nghề nên tai rung lên, mồ hôi đẫm trán, thật là dễ hiểu. Tôi lấy làm hổ thẹn và thú thật rằng tôi đã tuân lệnh Mộc Đình đem thuốc độc để giết công tử, nhưng hãy ghé tai cho tôi mới nhỏ vài điều. Đó, tôi nói thật đó. Nếu công tử không tin thì tôi xin chia đôi với công tử ly rượu này. Đây nè, tôi uống cho công tử coi nè. Đó, thấy chưa? Cảm ơn ngài nhiếp công. Kìa, Mộc Đình đang tiến tới, xin công tử uống đi. Vâng. Cảm ơn ly rượu của ngài. Lâm Chí Bảo, hãy uống thêm cho đã khát. Dương Bình Nhâm, lão già cung kiếm, Mộc Đình, chúng bay đã giết ta một cách hèn hạ. Hắn đã chết rồi, ngài giúp chính quả thật là có tài đấy. Từ đây trở đi, xin ngài đừng giao cho tôi những cái việc ghê gớm đó. Vâng, ngay bây giờ tôi giao cho ngài một việc dễ dàng hơn. Ngày mai hôn lễ của quận chúa sẽ cử hành, tôi muốn vào giờ ấy tại sân điện, có xác chết này và có cả Lâm Chí Bình nữa. Theo ý ngài, tôi đã sai vệ sĩ đi bắt hắn rồi. Tôi giao hắn cho ngài lo việc nghi lễ thiếp Phật long trọng, rồi đây công việc thành đạt tôi sẽ trọng thưởng cho ngài. Nhớ. Ngài nhiếp công, ngài ra lệnh bắt tôi đem đi đâu đây? Đi dự lễ cưới của quận chúa. Tôi không tin quận chúa tàn nhẫn như thế. Không, quận chúa chỉ là một đáng thương xót. Đây chỉ là lệnh của dũng tướng Thiên Mộc Đình truyền cho tôi. Thật là nhục nhã cho ngài. Nhục nhã cho tất cả chúng ta. Vì Thiên Mộc Đình sẽ bắt anh ca hát để chúc mừng lễ cưới. Không, thà ta đập đầu chết còn hơn làm trò vui cho hắn. Tôi đã sống cuộc đời tủi hổ và làm nhục thanh danh, chút gieo đau khổ cho anh tôi. Tôi không biết sống
thì ít nhất cũng phải biết chết cho trong sạch. Tôi cũng sống trong những ngày nhục nhã nhất của cuộc đời, nhưng tôi phải cắn răng chờ đợi. Công tử hãy nghe tôi, cứ làm theo ý Thiên Mộc Đình để khỏi chết. Không, tôi không thể nghe những lời khuyên của một người nhút nhát và đê tiện của một vị nhiếp công. Lâm Chí Bình hãy nghe tôi, vì mọi việc ta đã sắp tài chịu đựng à, nghe tôi. Có gì công tử bận tâm, ở đời đều do cuốn cần, cùng nghĩ trước thế sau, ở đời luôn khi mới cao. Vậy vì tư xác cuộc đời xương thời còn trẻ đẹp, tình nhục hình đôi phút xích thiền, giải cứu cùng chung cánh khổ. Lời ngài nhỏ to phân bài, lòng này sao xuyên vô cùng. Mưu lược thì rất hay, xin đừng trao trở đổi thay. Không đừng nghi ngờ, theo cái bài của tôi, kẻ thù sẽ chết vì tay chúng ta. Công thời mình khó tở tay, chết trong lửa đó than hồng, đem thân vùi chôn lao tù, vậy thì mình hãy đứng lên. Tôi tạm tin ngài, nhưng nếu không đúng sự thật thì dù cho tay chân tôi có bị xiềng xích, tôi cũng quyết liều chết môi tim ngài ra. Tôi là kẻ sợ chết, mà nhất là chết mà chưa có được rửa thanh danh. Vậy bây giờ ngài hãy theo tôi, cứ theo tôi. Tâu quận chúa, có một người xin nét để mừng chúng ta khi hôn lễ cử hành, và kẻ hạ đã nhân danh quận chúa mà chấp thuận. Ngài nhiếp công hãy rước người tài ba ấy đến đây. Xin dân. Dạ, kẻ hạ cầu thượng đế che chở cho quận chúa. Lâm Chí Bình, kẻ hạ là tên si tình dại dột hôm trước, xin được tới để chúc mừng hôn lễ của quận chúa. Lâm Chí Bình, Thiên Mộc Đình, xin ngài hãy tha cho Lâm Chí Bình. Kẻ hạ chỉ muốn trừng phạt một tên côn trùng hèn mọn, dám mơ đến tiên ngàn. Hãy tháo ngay xiềng xích ấy ra. Ngài nhiếp công còn chờ gì nữa mà không tuân lệnh của quận chúa? Dạ dạ, xin tuân lệnh. Hạ thần xin cảm đội ơn quận chúa, và xin hỏi quận chúa về số phận của người anh của kẻ hạ thần. Lâm Chí Bảo, Lâm Chí Bảo sẽ được trở về nhà khi hôn lễ Dương Giả Lan cử hành. Phải, lát nữa ta cho rước người ấy đến đây. Lâm Chí Bình, khi mà Lâm Chí Bảo bước đến nơi này thì Dương Giả Lan này là một kẻ đã có chồng. Lát nữa đây Giả Lan không còn là Giả Lan nữa. Còn một chút tự do cuối cùng này, Giả Lan xin người nói lại với Lâm Chí Bảo rằng Giả Lan trọn đời chôn chặt tình yêu của mình trong tận cùng của linh hồn đau khổ. Hãy nói với người rằng không khí huy hoàng rực rỡ này, muôn vàng âm thanh nhạc khúc rộn ràng này, tất cả đối với Giả Lan chỉ là một đêm mơ. Những kẻ có mặt hôm nay đang tiễn linh hồn Giả Lan vào cõi chết. Xin quận chúa hãy thận trọng lời nói. Thiên Mộc Đình, nếu ngươi muốn cản ngăn ta thì hãy cắt đứt đầu lưỡi này đi. Hạ thần đâu dám vô lễ với quận chúa. Quận chúa, quận chúa. Nhưng ta khác nào tên nô lệ cho những kẻ đang gục đầu dưới chân ta. Có biết không, ngài phụ chúa đây chỉ là một đoạn đầu đài, các người đã ghép ta vào tuổi chết. Các người không nói gì,
các người không phận quốc chẳng tốt đâu. Xin quận chúa hãy bình tĩnh, quận chúa đừng làm cho hôn lễ mất vui. Phải, ta không có quyền làm cho các người mất vui, ta cũng không có quyền gian xin ai một giọt nước mắt xót thương. Chung quanh ta không còn ai nữa. Lâm Chi Bảo đâu? Lâm Chi Bảo sẽ tới đây và sẽ được tự do khi hôn lễ của ta đã được nghi thức và muôn người hay tin. Lâm Chi Bảo sẽ tới đây khi mà vị hôn phu trồng sâu chuỗi ngọc gia bảo này qua mái tóc của quận chúa. Vậy thì mau lên đi, hãy trồng sâu chuỗi qua mái tóc của ta để ta được gặp chàng ngay. Kẻ hạ xin tuân lệnh. Sâu chuỗi gia bảo ơi, đây chỉ là dòng dây quan nghiệt đang xiết lần vào cổ họng của ta. Đây là bức tượng thần kỳ của các nghệ nhân điêu khắc tài ba, công phu chạm trổ để mừng ngày lễ cưới. Hãy cho ta gặp ngay Lâm Chi Bảo. Tâu quận chúa, Lâm Chi Bảo đây. Anh tôi, ai đã giết anh tôi? Lão già khốn kiếp, lão đã dối gạt ta, lão đã dối gạt ta. Trời ơi, Chi Bảo! Quý gặp chàng, quý gặp chàng, quý gặp chàng. Không, ta chưa chết. Hãy đưa gươm này cho ta giết hắn. Gươm đây, gươm đây, gươm đây. Trời ơi, tất cả đều ghét nhà ngươi. Dương Bình Nhâm, Dương Bình Nhâm, ngươi cũng phản ta hả? Phải, xác chết còn vẫn đậm, quanh đây đều có ẩn bóng người. Đó là tất cả sự tham tàn bạo ác của nhà ngươi. Còn đây là bình rượu độc của ngươi muốn tặng cho Lâm Chí Bảo. Ta cho Lâm Chí Bảo uống nước lạnh và để dành lại bình rượu độc này cho ngươi. Uống đi để khỏi bị nhục hình. Uống đi. Lâm Chi Bảo, Dương Dạ Lan, Dương Dạ Lan. Lâm Chi Bảo, Hốc Đinh, uống đi. Ngài Nhiếp Công, chính ngài là ân nhân của Dương Dạ Lan và của những trái tim này. Ơn của Nhiếp Công không bao giờ tôi quên được. Dạ, cảm ơn quận chúa.